các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Suy niệm: chim có tổ, người có tông, chúng ta ai cũng có họ và có tên. Xúc phạm đến dòng họ của ai là xúc phạm đến chính người đó, làm vẻ vang dòng họ gia tộc là bổn phận của mỗi người, được gìn giữ trong danh Cha. Các thánh tử đạo Việt Nam không hổ danh, trái lại làm vinh danh dòng họ Kitô hữu của mình. Thà tôi bị lưu đày và phải chết vì Chúa, chứ không chối đạo. Thánh Andre Kim Thông. Các ngài đã anh dũng hy sinh mạng sống để tuyên xưng niềm tin đó, lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Trăng Phước Andre Phú Yên. Và để lưu danh muôn thuở dòng họ những người mang danh Kitô, anh hùng thay, vinh quang thay. Mời bạn, các Kitô hữu Việt Nam, đức tin chúng ta được trổ sinh từ hạt giống là máu của các thánh tử đạo. Chúng ta thuộc dòng họ anh hùng và vinh quang với các ngài. Bạn có ý thức và tự hào điều này không? Bạn đã, đang và sẽ làm gì để không làm ô danh, ngược lại làm vinh danh dòng họ khi có một ai xúc phạm đến Thiên Chúa và Hội Thánh? Bạn phản ứng ra sao? Lẩn tránh, dẫn dưng hay bảo vệ làm chứng? Chia sẻ: cuộc sống của bạn, của chúng ta có thể nói gì về Chúa Giêsu cho những anh em lương dân sống chung quanh chúng ta? Sống lời Chúa, ý thức rõ rằng chỉ có thể truyền giáo bằng đời sống bác ái. Mỗi ngày, bạn làm một việc bác ái cụ thể cho đồng bào lương dân chung quanh, thực hiện tình làng nghĩa xóm một cách thiết thực hơn. Cầu nguyện, đọc kinh các thánh tử đạo Việt Nam.